Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị góp ý dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện trình tại kỳ họp thứ 13. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Theo đó, các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện cho phù hợp với thực tế hiện nay. Có giải pháp tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho hộ nghèo khó khăn để giảm nghèo bền vững, tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học bán trú, điều chỉnh chỉ tiêu về lao động qua đào tạo, giải pháp về tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt. Qua các ý kiến đóng góp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện nghiên cứu xem xét, điều chỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện cuối năm 2023.